Rồi, cô chào các bạn ha. Hôm nay cô lại quay lại cái video clip này để hướng dẫn các bạn tiếp về câu 121 tới 130 của test economy, test 1 economy 5. Xin bạn ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu ngay với câu 121. 121 câu này là câu về từ loại đúng không bạn? Những dạng câu này cực kỳ dễ. Rồi, cô để các bạn 3 giây bạn xem thử bạn chọn đáp án nào nha. Bạn nào các bạn? Thấy ngay chỗ này là giới từ for à. Sau giới từ for, sau giới từ có mấy dạng xảy ra? Danh từ, cộng danh từ và động từ thêm mình đúng bạn. Thì mình thấy ngay chỗ này đã có từ results là danh từ rồi, thì nó phải là một tính từ phía trước để bổ nghĩa danh từ đó. Đúng bạn ha? Gì đây bạn, để cho một có gì đây bạn, những cái kết quả mà tốt nhất, kết quả tối ưu là từ optimal là gì bạn, là tốt nhất, tối ưu được chưa bạn ha? Cho đó câu này làm 3 giây tương tự như bữa. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn ở dạng như thế nào, bạn tự loại như thế này được chưa? Thì cô dịch bạn câu này mình xem nhá. Để cho có một cái kết quả tối ưu tốt nhất thì hãy chắc chắn là tuân theo, là theo cái sự hướng dẫn, instructions, những sự hướng dẫn mà những sự hướng dẫn này được viết ở đằng sau cái sản phẩm chứ bạn. Rồi, mình chọn ngay đáp án là câu A. 122 là cô cho bạn thời gian bạn xem thử là mình chọn đáp án nào nhé. 122 A, B, C hay D các bạn? C hay là D? C, chính xác, quá giỏi. Chưa, câu này là câu dịch nghĩa thì mình phải chỉ là như thế nào các bạn. Mình phải dịch nghĩa thôi. Câu A là tính sáng tạo, đúng không? Câu B là hồ sơ sổ sách. Câu C là exhibition, là sự, là buổi triển lãm bạn ha. Rồi. Và appointment là gì bạn? Sự hẹn, cuộc hẹn, sự hẹn được chưa? Thì mình thấy ngay cái mình dịch thử nha bạn nha. Cái buổi triển lãm này, cái phòng gì bạn trưng bày triển lãm này, như bạn ha, như thế nào bạn, nó đang tổ chức, nó sẽ tổ chức một cái gì bạn, cái buổi gì đặc biệt, cái buổi triển lãm đặc biệt, chính xác. Và cái buổi triển lãm này gì bạn, dedicated, cái từ dedicate, cái từ dedicate nó có nghĩa là cống hiến, hiến dâng đúng không ạ? Nó còn một nghĩa là gì đây, dành cho, chưa hả, dành cho cái ông này mà cái từ late là nghĩa là cũ em ha. Ví dụ như là cựu học sinh, các bạn ha, ông này là cho bạn ha, là cái người như nào bạn, painting, là người như nào bạn, là vẽ với cái sự chính xác rất là tuyệt vời và màu sắc rất là như nào các bạn, rất là sinh động. À, chọn ngay đáp án là câu C. Rồi. 123. Bạn chọn đáp án nào đây nhỉ? Mình thấy ngay ở chỗ này là gì bạn? À, động từ to be. Và cái từ suspect, cái từ suspect nó là gì bạn? Nó là tính từ, có nghĩa là gì bạn? Đáng nghi, khả nghi. Dạ, cái từ này nó hay lắm bạn. Nó có hai, nó có vừa là danh từ luôn, nó vừa là gì bạn? Nó vừa là tính từ luôn, được chưa bạn ha? Như nào đấy? Nếu mà danh từ có nghĩa là người bị tình nghi, được chưa bạn ha? Còn nó là danh từ, có nghĩa là gì bạn? Danh từ nó nghĩa là, danh từ là người bị tình nghi, rồi tính từ đang nghĩa là như là nghi ngờ, đáng nghi á, kiểu đáng nghi ngờ, khả nghi. Chưa? Thì chỗ này mình thấy sau to be này là một tính từ đúng không bạn ha? Này, tính từ. Thì chúng thấy các bạn, cảnh sát thì như nào các bạn? Để tiến hành cái gì đây các bạn? Cái sự kiểm tra kỹ lưỡng, thorough bởi vì kẻ tình nghi đó. Chỉ bạn cái từ là gì bạn, alibi nó có nghĩa là gì nhỉ? Chứng cứ ngoại phạm của cái kẻ tình nghi này là khả nghi, là đáng nghi ngờ. Ví dụ be cộng với tính, ví dụ là gì bạn, I am beautiful đúng không? Thì cô muốn một trạng từ ở trước tính từ bổ nghĩa là I'm very beautiful đúng không? Bạn phải là to be am cộng với tính từ là beautiful, nhưng bây giờ cô lại muốn một trạng từ very bạn, very beautiful, rất là đẹp. Tương tự như vậy, chỗ này phải là một trạng từ đứng trước tính từ để bổ nghĩa từ đó. Là trạng từ gì bạn? Highly. Nhớ có từ highly. Highly các bạn.
Nếu nó highly mà bạn nếu bỏ đi cái từ ly đi còn high, high là nó nghĩa là cao, được chưa bạn ha? Được chưa? Nhưng mà khi mà highly, highly nó là trạng từ, nó có nghĩa là rất, nghe cô, đồng nghĩa với từ very, đồng nghĩa với từ very, được chưa bạn ha? Nghĩa là cô từ này đề thi hay cho ra lắm đó bạn ha. Đánh đố bạn cái nghĩa bạn sẽ nhầm lẫn với nghĩa là cao liền, hiểu vấn đề không bạn? Nhưng nó có nghĩa là lại là rất, được chưa? Rất. Ok, giờ bạn nhớ cái này cho cô nha, cô nhấn mạnh chỗ đó đó, được chưa? Giờ nó nhớ cho cô là cái từ high như nào các bạn, là cao, nhưng khi nó là highly, highly thì nó là gì các bạn? Nó là gì đấy, là rất, nhớ cho cô nhớ bạn nha. High rồi, highly rồi, cô nhắc lại cho bạn đó. Rồi tiếp tục 124 là câu dịch nghĩa đúng bạn ha, mình dịch nghĩa xem nha. Học sinh là cái người mà nộp cái chuyến đi, cái permission forms, nghĩa là cái phiếu mà cho phép các bạn ha, cho phép đi trong cái chuyến đi này, thì như nào bạn, với không có sự sự gì đây, sự signature, signature chữ ký của ba mẹ hoặc là người gì bạn, người bảo hộ, người giám, gọi là người sao nhỉ, người người giám hộ đúng rồi, hay là người gì đấy bạn, người đúng rồi, gì cái người mà trông coi cho đứa trẻ đó đó, cho người giám hộ hoặc là ba mẹ, thì sẽ như nào bạn, sẽ bị excluded, sẽ bị loại trừ ra khỏi chuyến đi đó, hay là without, các bạn hơn, without, với không có sự chữ ký của ba mẹ thì sẽ không được đi, chưa bạn ha. Rồi 125, 125 bạn thấy bạn chọn đáp án gì đây vậy, chọn gì nào? Câu A chính xác, quá giỏi. Cái từ advancement nghĩa là sự thăng chức các bạn ha, sự thăng chức, sự 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 tăng cấp bậc, được chưa bạn ha, sự thăng cấp bậc. Ví dụ câu này, the personnel department là phòng nhân sự nha bạn nha, học luôn một cụm từ cho cô luôn, là the personnel department, phòng nhân sự hiện tại là đang cân nhắc ba người từ cái đội marketing cho cái sự thăng cấp bậc, cái sự mà thăng chức á, tới cái vị trí quản lý là advancement, được chưa bạn ha. Còn cái từ opening đồng nghĩa từ vacancy, hai từ này đồng nghĩa với nhau, có nghĩa gì bạn biết không nhỉ? Nghĩa là vị trí còn trống, vị trí còn trống trong công ty hay là trong một tổ chức nào đó, vị trí còn trống. Còn challenges là sự thử thách, thách thức. Ok chưa bạn? Rồi 26 phần chọn đáp án gì đây nào, câu dịch nghĩa tiếng bạn đúng không nhỉ? Rồi, xem thử mình chọn đáp án gì nha. Cái gì mà cái sự tìm thấy gì? Cái sự phát hiện, cái sự nhận thấy đầu tiên từ cái gì các bạn? Từ cuộc thí nghiệm. Thì dường như là xác như nào các bạn? Nó xác nhận được cái giả thuyết mà thuốc á, mà như nào bạn, thuốc này là như nào các bạn? Nó effective, nó có hiệu lực, nó có hiệu quả. Nhưng sau đó kết quả lại chứng minh điều ngược lại. Đó, cái từ otherwise, cái từ otherwise này hay nha bạn nha. Có phải hồi trước bạn biết nó với nghĩa là conjunction, nó là liên từ không nhỉ? Có phải là hurry up, otherwise you will be late. Nhanh lên, nhanh lên. Nếu không thì bị trễ đó. Đúng bạn ha, nó là một là conjunction, một liên từ. Nhưng nhớ cái từ rất là hay luôn. Nó còn là một tính từ nữa đó các bạn. Một tính từ. Bạn thấy có phải sau từ rule, 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 nó là một gì bằng rule, nó là một linking verb đó bạn nha, là otherwise là một tính từ nữa đó, được chưa? Nhớ cho cô, nhớ cô có từ otherwise nó còn một tính từ nữa, được chưa bạn nha? Rồi câu A ahead là như nào bạn? Câu B optimal, bạn nhớ cái từ optimal hồi nãy mình đã cô nhắc cho bạn cái ý ở trước không? Câu trước mình có, câu đầu 121 mình có cái từ optimal là cái gì? Nghĩa bạn là tốt nhất đúng không, tối tối ưu, được chưa hả bạn ha? Còn cái từ ahead, cái từ ahead là gì bạn, nó là phía trước đúng không? Ừ, được chưa? Rồi tiếp tục forward, bạn biết rồi đó, nó là dễ luôn, nó quá là quen thuộc với mình luôn. Cái từ forward, một cái từ mà các bạn thấy hay xuất hiện trong cái email của bạn, có từ forward hay là tin nhắn gì đó đúng bạn ha. Rồi là nó chuyển gì bạn, nó là chuyển tiếp nè đúng không, chuyển tiếp. Hay nó cũng có nghĩa là hướng về phía trước các bạn, được chưa? Initial, cái từ initial là gì bạn, ban đầu, được chưa ha? Danh tính từ ban đầu, được chưa?
Rồi, 120, 17. Câu này mặc dù nó dài như vậy thôi, nhưng bạn biết bạn thấy cái từ gì bạn chọn được án không nhỉ? Bạn thấy có từ than, than là biết so sánh hơn là chọn ngay đáp án là câu câu B. Quá dễ câu này, khỏi cần dịch nghĩa, câu này mình vẫn làm được. Đúng bạn ha? À, rồi, mình sang câu 120, 18. Chọn đáp án gì bạn? Câu này câu dịch nghĩa đó. Tất cả nhân viên được khuyến khích là thông báo với phòng nhân sự nếu họ cảm thấy rằng họ đã bị phân biệt đối xử bởi bất kỳ người nào khác. Nhớ cái từ gì bạn? Discriminate. Discriminate nó là gì bạn? Phân biệt đối xử. Dạ, yeah. Nó nghĩa cái từ gì bạn? Cái từ if là đúng nhất. Đáp án bị nhảy rồi, để con sửa lại nè. Gì bạn? If. If. Cái gì bạn? Nếu bây giờ nếu bạn cảm thấy bị phân biệt đối xử thì như nào, hãy báo ngay phòng nhân sự chứ bạn ha. Right. 129. Lại là câu dịch nghĩa nè, các bạn làm thử cho cô xem nào. Dĩ bạn cài đặt cái phần mềm này trên máy tính của bạn sẽ cho phép bạn vận hành những cái máy tính khác. Mình như thế nào bạn? By remote control, nghĩa là điều khiển từ từ xa. Thì thấy cho cô cái từ allow someone to do something, cho phép ai đó làm gì đó bạn ha. Còn câu B, prevent là ngăn chặn, produce cô nhầm, provide là cung cấp, show là trình ra, đưa ra, chỉ ra bạn ha. Rồi câu cuối cùng của video clip này nào. Trời ơi, câu này dễ quá. Sau từ before, nhớ là cô bữa giờ cô thi á, cô để ý đề thi nó xuất hiện rất là nhiều dạng sau before hoặc là after. Là nhớ cô nó chỉ có hai dạng, một là động từ thi mình, hai là gì bạn, là mệnh đề. Được chưa? Như đó mình chọn ngay là gì bạn, chỗ này có mệnh đề không? Không có mệnh đề thì mình chọn ngay là gì bạn, động từ thêm thì mình. Được chưa? Rồi nhớ đó chọn ngay đó là câu C. Câu này quá dễ, câu này nãy giờ cô nói các bạn cô chỉ cái mèo bạn thôi, trước khi bạn làm bạn nhìn vô 3 giây hay là 2 giây liền nhá, thấy before nhìn sau chọn gì chọn liền nha bạn nha. Rồi dịch nghĩa bạn câu này, hãy nhớ rằng bạn cần phải lưu lại những cái tài liệu quan trọng ở trong cái ổ đĩa cá nhân của bạn trước khi bạn rời khỏi văn phòng các bạn ha. Được chưa? Rồi, ủa cô làm tới câu 30 rồi đúng không bạn ha. Rồi bây giờ cô sẽ kết thúc cái video clip này, và video clip sau cô hướng dẫn các bạn tiếp như nào các bạn những câu còn lại nha.